Dạ. Không, chắc chuẩn bị trước rồi, tại vì trường học là chuẩn bị nhiều lắm. Nên làm cả tối qua cho nó xong, tại vì hôm nay giao cho mình á chú. Không thôi ngày mai mình đâu, thứ hai mình không có chống sử dụng đánh. Trường tiểu học Hưng Lộc, thành phố Thuận An. Trường tiểu học Hưng Lộc ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở tiến duy sửa chữa lại hai quả trúng trường học cho trường tiểu học Hưng Lộc ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, mang về sửa chữa lại thay hai mặt da trống trường học.